Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp một chiếc công nông các bạn nhé. Nhưng mà không phải công nông bình thường đâu. Mình sẽ lắp một chiếc công nông độ 4 máy của anh em trong Tây Nguyên. Dòng xe này thì ở trong Tây Nguyên là phổ biến thôi. Những vùng khác thì cũng có nhưng mà số lượng nó ít nhé. Ở trong Tây Nguyên thì có rất là nhiều chỗ người ta đóng những cái dòng công nông và những cái dòng xe độ. Những chi tiết thì mình đã chuẩn bị ra đây rồi. Mình đã phân theo từng cái bộ phận của cái xe để mình lắp cho nó nhanh các bạn nhé. Bởi vì trước khi quay video thì mình đã lắp hoàn chỉnh rồi. Đấy, tức là mình sẽ thiết kế và mình lắp thử trước. Thấy mọi thứ ok thì mình sẽ quay video. Những chi tiết này chỉ gói gọn trong một bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật lớp 5 thôi. Ngoại trừ việc là mình nhặt thêm hai cái bánh ở bộ khác. Bởi vì mình lắp kiểu cầu trước và cầu sau đều dùng bánh đôi. Còn nếu mà các bạn có một bộ thì vẫn có thể hoàn toàn sử dụng 6 cái bánh này cũng ok. Cầu trước là bánh đơn và cầu sau bánh đôi là ok các bạn nhé. Nhưng mà ở đây mình chơi bánh đôi hết. Nói chung là có một bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật lớp 5 là dùng được rồi. Mình vẫn chưa mua thêm mấy bộ nữa các bạn ạ. Bởi vì mình sẽ làm những cái đơn giản trước mà. Về sau thì mình sẽ mua sau nhá. Ok, không dài dòng nữa thì bắt tay vào lắp nhá. Mình sẽ lắp từ phần đầu máy trước các bạn nhá. Phần đầu máy thì mình lắp đơn giản vậy thôi. Những chi tiết này mình còn để lắp những cái bộ phận khác nữa nên là không thể làm nó đẹp hơn được, chỉ tượng trưng thôi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lắp đến cái phần thân xe nhé. Chiếc này thì mình làm xe không ben các bạn nhé, bởi vì không đủ đồ. Các chi tiết thì đủ nhưng mà ốc không đủ các bạn ạ. Làm loại thùng liền thôi các bạn nhé. Thank you.
Ok, như vậy là mình đã lắp xong các bạn ạ. Không còn ốc để lắp thêm những chi tiết phụ rồi. Các bạn chỉ được như vậy thôi nhá. Nhìn nó cũng tương đối giống thôi, bởi vì những cái chi tiết này nó khá là sơ sài mọi người ạ. Ví dụ như là không có nắp thùng này, không có lắp ben được này, và cái phần đầu máy cũng không thêm một số chi tiết như chắn bùn nước kiểu được. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành chiếc xe. Nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Các bạn muốn mình lắp cái gì thì cứ để lại bình luận ở bên dưới nhé.